Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Hiện nay tại tiệm McDonald's có tham gia hai bánh sausage hay chicken McGriddles chỉ 3 đồng 50 cent. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần cùng với Như Huyền và Lê Thái. Và thông tin tiếp theo Lê Thái đi gửi đến quý vị cũng là một thông tin rất là thú vị thưa quý vị. Cái vấn đề hiện nay là những người mà chuyển giới đó quý vị, như quý vị cũng đã biết thì đôi khi chúng ta bước chân ra đường thì chúng ta thấy những người chuyển giới chúng ta không hề biết. Tại vì hiện nay thì với cái vấn đề gọi là sao ta? Dùng từ nhiều khi em không biết cách dùng từ luôn á. Nhiều khi đối với những cái can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ, những cái những người bác sĩ mà bên mà chuyển giới thưa quý vị, bây giờ người ta quá giỏi rồi, với cái công nghệ hiện đại và phẫu thuật quá giỏi, quá siêu rồi, thì có thể người ta chuyển giới từ nam sang nữ và từ nữ sang nam vô cùng hay. Không thể nào nhận ra được. Không thể nào nhận ra được. Và đôi lúc có những cái chàng trai mà đi vào những cái chỗ mà bar chơi hay là disco để mà chúng ta vô chơi, hoặc là chúng ta qua đêm với những cô gái, thì chúng ta không hề biết đó là những cái những người đàn ông. Thai có bị nhầm chưa? Không có, giỡn hoài đó. Ít ra thì khi mà mình cũng có kinh nghiệm chứ làm sao mình để mình lộn như vậy được, đúng không? Cô thấy đẹp quá rồi, thai không biết thế nào. Mà nói vậy chứ nhiều người cũng đã bị lộn. Ở trên thông tin có thì quý vị cũng đã biết, giống như Ronaldo, một cái siêu sao về đá banh, anh ta cũng đã từng qua đêm với những người mà chuyển giới mà anh ta không biết. Khi mà sáng dậy, sáng thức dậy mới biết là mình đã qua đêm với một cái người chuyển giới thì rất là hết hồn, đúng không quý vị? Mà hết hồn thì chúng ta thấy là mỗi giới tính có mỗi cái hay khác nhau, rồi người ta chuyển giới vì người ta muốn như vậy. Nhưng mà hiện nay thì có một cái đám cưới vừa ra mới diễn ra 10 tháng thôi quý vị. Nhưng mà khi mà cái cô gái này á, cô cưới chồng rồi, cô mới phát giác ra cái người chồng của mình là nữ giới thưa quý vị. Cái chuyện này nó xảy ra ở Indonesia. Cô gái tên là NA, năm nay cô 22 tuổi, xin phép được giấu tên, ở thành phố Jambi. Cô này đã kiện ra tòa là kiện chồng mình khi biết cái người này thưa quý vị đã lừa gạt tài sản của mình và che giấu giới tính cho đến hơn 10 tháng trời. Và hôm ngày 15 tháng 6 vừa qua thì giới chức thẩm quyền ở Indonesia người ta đã đưa cái vụ kiện này trong đơn kiện. Thì cái cô NA này đưa tố cáo người chồng mình ra là đã làm đám cưới 10 tháng trước, nhưng mà thực ra cái người chồng của cô được xác định là nữ giới. Và tại sao mà cô lại bị đánh lừa như vậy thì nhiều người người ta cũng khiến người ta rất là thắc mắc. Tại sao cô cưới đến 10 tháng? Tất nhiên là phải có ân ái, phải có động phòng, phải có thị tẩm, đúng không? Dùng đúng từ trong cái chuyên môn của phim Hồng Kông là thị tẩm. Thì làm sao mà phát mày hiện ra thưa quý vị? Thì cô mới khai với cảnh sát là như thế này nè. Sao phát hiện được em? Không có chuyển giới luôn, hoàn toàn cô này. Tại vì đàn nam chuyển giới thì có thể là chuyển giới thành nữ được, nhưng mà nữ chuyển giới thì không thể nào mà gắn một cái gì thêm vô được hết. Như quý vị cũng đã biết là đúng không? Đó, đúng không? Chính xác đúng không? Thì quý vị, thì cái cô này khi mà cổ qua đêm với lại mỗi lần mà cổ ân ái với người chồng của mình đó, thì người chồng mình và cô này là một mặt là người chồng này bắt buộc là phải tắt đèn và bịt mắt cô lại, giống như là kiểu mà giống như thích một cái cảm giác mà qua đêm một cái cách nó giống như là ấn tượng mà chỉ có riêng của ảnh mới có thôi, như vậy ấy. Thì cái cô này cô phải trải qua 10 tháng như vậy, thì cô nói là có nhiều khi cô cũng còn confused, có nghĩa là cô cảm giác được là cái đó không phải thật, rất là weird. Tại vì cái người chồng của cô sử dụng những cái đồ gọi là những cái đồ toy thưa quý vị, thì cô không hề biết được và cô bị bệnh mắt. Mà thành ra khi mà cô phát hiện, cô thấy ủa sao nó có vấn đề gì kỳ, và cô cũng không có mang thai nữa. Và khi mà cái người nữ này lại cứ tiếp tục là cứ mượn tiền gia đình cô, rồi cứ mượn tiền mẹ cô, mượn tiền gia đình cô, và cứ nói đầu tư này đầu tư cái kia, và mượn tiền gia đình liên tục luôn. Và đến khi mà mượn được một cái số tiền nó tương đương đến là 470 triệu đồng Việt Nam, tương đương là khoảng là gần 50 ngàn Mỹ Kim của mình đó, thì là cô mới phát giác ra, cô mới đưa cái vụ án này ra tòa và nhờ cái cảnh sát người ta can thiệp vào. Thì khi cảnh sát người ta triệu tập cái người đàn ông này lên tòa đó, thì mới phát hiện ra người này là nữ giới thưa quý vị. Và người tất cả các người giám định về cơ thể, về cấu trúc di truyền học cũng như là cấu trúc cơ thể, thì người ta nói là cô này là nữ giới, nhưng mà đã lừa gạt cái người vợ của mình trong suốt 10 tháng qua đó, để mà lừa tiền. Thì thành ra bây giờ là cái vụ kiện này cô này cũng kiện ông chồng để lên tòa và đã ly dị rồi. Nhưng mà
vì hai người không có đăng ký kết hôn, bởi vì cái giấy tờ của cái người đó là giấy tờ nữ giới, thành ra anh ta đã cố gắng kiểu mà không có quốc, kiểu mà giống như là biện lý do này nọ đó, thành ra là không có làm được giấy tờ kết hôn. Khi mà ra tòa thì cô không thể nào là kiện được là cái giấy tờ trên mà pháp lý á, có nghĩa là kiện ông này với cái tội là giống như là lừa gạt bản thân trước hôn nhân hay là cái gì đó, nhưng mà chỉ kiện được là cái tội là chiếm lòng tin, lừa gạt tài sản và tham ô tài sản, giống như là lừa gạt lòng tin để mà chiếm đoạt tài sản của người này thôi. Thành ra là cái người nữ giới này, thưa quý vị, phải đối mặt với cái mức án là 10 năm tù giam. Và cái vụ án này chúng ta thấy là cũng hy hữu, tại vì trên màn ảnh thì quý vị thấy cái người đàn ông này rồi đó, em thấy giống nữ giới quá, nó giống đàn ông nữa. Yeah. Dạ vâng, nhưng mà sâu ra là tại sao người ta không nhận ra ngay từ đầu? Chắc là cái cô này cổ nói chuyện cũng đàn ông, nhưng mà chắc cũng là em nghĩ là cũng là cái giới tính thứ ba, thành ra là mới qua 10 10 tháng như vậy, đúng không? It doesn't make sense. Huh? Dạ. Cảm ơn Lê Thái. Và bản tin kế tiếp đó là một trong những cái bản tin về muối và chất khoáng, thưa quý vị, nó ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta rất là nhiều. Thì muối là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng trong cái thức ăn hàng ngày, phải không thưa quý vị? Nhưng mà dùng nhiều muối quá thì cũng hại tới sức khỏe, làm ảnh hưởng tới tăng huyết áp. Thì cái muối thứ nhất đó là sodium, thưa quý vị, đó là một cái loại muối rất là quan trọng trong sức khỏe của chúng ta. Và cái muối này nó cũng rất là tốt, nó dùng để mà giữ cân bằng cái chất lỏng cơ thể của chúng ta và có thể giữ nước được. Và cái thứ hai đó là chloride, đây là cũng một loại muối có chất điện giải và nó giữ cho huyết áp được kiểm soát và cân bằng. Và cái thứ ba đó là chất calcium, đó là calcium đó cho răng nè, cho xương và tăng sức khỏe của chúng ta rất là nhiều. Và cái thứ hai đó là potassium, nó cho có trong bơ, trong chuối, trong cam, trong tất cả mọi thứ. Và như quý vị cũng biết là chất potassium nó làm cho cái huyết áp của mình ổn định. Và có nhiều loại trái cây như là quý vị cũng thấy ở trên màn hình đó. Và cái thứ hai là magnesium, thưa quý vị, đây là một trong những cái chất cũng rất quan trọng cho cơ thể của mình. Nó có thể xây dựng cơ bắp, giúp cho xương khỏe mạnh và hỗ trợ tế bào thần kinh nữa, thưa quý vị. Thì nó có trong mè đen, nó có trong bơ, nó có trong những cái trái, cái hột nếp rất là nhiều, thưa quý vị, và cả trong chuối và cái ở trong lá spinach. Cũng là rất là nhiều. Và cái là phosphorus, đó là cái cơ thể bạn cũng cần rất nhiều cái loại thuốc này. Và nó xây dựng cho DNA và quản lý năng lượng lưu trữ của chúng ta cũng rất là nhiều, thưa quý vị. Và cái cuối cùng đó là iodine, thưa quý vị, đó là một cái, nó thường thường ở trong hải sản, trong thịt đỏ, trong shellfish, trong trứng và rất là nhiều, và trong corn nữa, thưa quý vị, là trong bắp nữa. Thì cái chất này rất là tốt, làm cho cái cơ thể của mình nó điều hòa và không làm rối loạn cái tiêu hóa của mình. Dạ vâng, cảm ơn chị Như Huyền. Và thưa quý vị, trong mấy ngày vừa qua thì có một cái cuộc thi sắc đẹp rất là đặc biệt ở Việt Nam, ngay tại thành phố Sài Gòn ở quận Tân Bình, thưa quý vị, đã diễn ra mà Lê Thái cũng rất là bất ngờ, tại vì Việt Nam mình đã đăng cai tổ chức cái cuộc thi này. Và cái cuộc thi này đặc biệt là nó là một cái cuộc thi mà được tổ chức mà có sự hiện diện của những cái người nổi tiếng thế giới trong cái lĩnh vực này. Đó là cái cuộc thi sắc đẹp mèo lần đầu tiên nó diễn ra tại thành phố Sài Gòn. Và hơn 100 con mèo cưng, thưa quý vị, ở từ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, hay Lào hay Cambodia đã tham gia vào cái cuộc thi show mèo này do Liên đoàn Mèo Thế Giới lần đầu tiên tổ chức tại thành phố Sài Gòn vào ngày 19 tháng 6 vừa qua. Và thưa quý vị, cái show mèo này được tổ chức tại quận Tân Bình, và đây là lần thứ 3 cái cuộc thi này được tổ chức tại Việt Nam, nhưng mà hai lần trước thì nó tổ chức ở chỗ khác, lần này thì được tổ chức ở thành phố Sài Gòn. Và đây là một cái cuộc thi mà dành cho những người mà nhân giống cũng như là người ta nuôi, đam mê, yêu thích những cái loài mèo đặc biệt nhất trên thế giới. Và từ tất cả các nước, từ tất cả các quốc gia, cũng như là quý vị thấy là trên màn ảnh hiện diện rất là nhiều loài mèo, mà từ nhiều nước lắm, mà ở trên màn ảnh thì quý vị thấy là con mèo này rất là dễ thương ha, đeo kiến. Dạ vâng. Và nhiều cái loài mèo mà ở trên màn ảnh, như quý vị thấy đây là cái con mèo Finch, đây là một cái giống mèo mà người ta nói rằng nó không có một cái cọng lông nào cả từ cái bản chất khi nó mới sinh ra. Và nếu như mà cái con nào á, nhìn thì nó xấu xí thiệt, mà mới cái con nào, thưa quý vị, mà cái mặt nó càng nhăn là nó càng nhiều tiền, nó càng rắc tiền. Hiện nay cái giá của con mèo này hiện nay là trên thị trường là khoảng từ cho 3.000 cho đến 5.000 Mỹ Kim là ít nhất. Có những cái con lên giá đến 10.000 Mỹ Kim lần, thưa quý vị. Và đây là Lê Thái cho quý vị chiêm ngưỡng những cái loài mèo khác. Đây là cái loài mèo
mèo Anh thưa quý vị. Những có là mèo Ai Cập, đây là loài mèo Anh này thưa quý vị. Đây là mèo Anh, có nhiều màu lắm, nó có màu cam, nó có màu đen, nhưng mà đặc trưng của nó là cái giống mèo Anh này thưa quý vị. Như quý vị cũng đã thấy thì cái đầu của nó tròn to giống như trái cam vậy. Và cái con nào đầu càng tròn và cân đối to như thế này á, thì là cái giá nó càng mắc tiền hơn. Và có nhiều loài mèo cũng như là nhiều người đến từ tất cả các nơi ở khu vực Đông Nam Á cũng như là ở thành phố Sài Gòn, miền Bắc cũng có, miền Tây cũng có, người ta đem những cái con mèo cưng của người ta đã mua, đã nuôi trong những năm qua người ta đến dự thi. Và cái cuộc thi này thắng giải là một cái con mèo Bengal thưa quý vị. Đây là con mèo Bengal, mèo cái giống mèo này là đặc biệt là một cái giống mèo mà nó giống như con mèo rừng vậy. Nó giống như nó cái sắc tố da lông của nó giống như là nó lai giữa cái con mèo thôi. Nó là giữa cái con báo đốm, báo hoa mai á, với lại những cái con mèo rừng vậy. Thành ra cái sắc tố lông của nó rất là đẹp giống như mèo hoang dã vậy. Thành ra cái con này là con đạt giải nhất trong cái cuộc thi mèo vừa qua. Và tại vì Lê Thái đưa thông tin này, Lê Thái cũng ngạc nhiên là Việt Nam mình cũng chịu đăng cai tổ chức mấy cuộc thi này quá. Cũng hay là chỉ có ở nước Mỹ hoặc là những nước khác ở châu Âu người ta yêu quý động vật thì người ta mới tổ chức một cuộc thi này thôi, nhưng mà Việt Nam mình sau này Việt Nam bây giờ cũng yêu quý động vật ghê luôn. Dạ, tiếng nhưng mà vẫn còn ăn thịt chó. có chỗ ăn thịt mèo nữa, vẫn còn ăn thịt mèo, thành ra là cũng chưa tiến bộ lắm đâu. Dạ vâng, và thưa quý vị, bản tin vừa rồi kết thúc phần 3 Cà Phê Sáng cuối tuần. Hiền và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài.